mới cứu thêm một bé gái cá con, nuôi hết nổi phải gửi cho người tin tưởng nuôi giùm. Đặc biệt là những ai không bị gánh nặng gia đình hay hiếm muộn con cái thì mới nuôi đáy cá yên tâm được. Vì loài vật này quá khôn và sống tình cảm, nếu bị đối xử bạo lực nó sẽ rất lì lợm. Cái bé đáy cá này giờ phải uống sữa bột dành cho trẻ em. Vì sữa bịch ở trên thị trường bây giờ tôi đã kiểm nghiệm dễ bị tiêu chảy lắm. Đáy cá dễ bị chết nữa. Chứ không còn tốt như sữa trước kia. Rồi phải cho đáy cá ăn uống đồ chín mới không bị bệnh tật bậy bạ. Vì nuôi đáy cá con nó không được sữa mẹ, nên thiếu sức đề kháng, rất dễ bị bệnh. Giờ mà nuôi em này lớn lên rồi thả về thiên nhiên cũng không được, vì nó đã mất hết bản năng sinh tồn rồi. Quá thân thiện với con người thì lại rất dễ bị hại, như các con rái cá thuần hóa mà tôi đã từng thả. Mà thiên nhiên bây giờ nó cũng bị cạn kiệt tài nguyên rồi, bị mất môi trường sống rồi, bị ô nhiễm môi trường. Thả ra ăn uống bậy bạ là bé cũng chết, không có nước ngọt uống là cũng bị tiêu chảy. Buồn quá các bạn ơi, tội nghiệp cho rái cá Việt Nam quá đúng không?